Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Đà Lạt ha. Thì tiếp tục video ngày hôm nay, thì trong buổi sáng em sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta đi vào phố phường buổi sáng thì như thế nào ha. Đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ về lại con đường Nguyễn Biểu, đó chính là con dốc nhà làng ngày hôm nay. Và trước khi đi thì chúng ta sẽ tham quan một vòng khu Hòa Bình ha. Đà Lạt ngày hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2021, bây giờ là 6 giờ sáng. Thời tiết hôm nay thì có mưa. Nhiệt độ ở bên ngoài thì buổi sáng thì nó rất là lạnh luôn, khoảng 17 độ C thôi, 62 độ F. Vào buổi sáng như thế này thì rất là ít người ra đường bởi vì thời tiết nó cũng khá là lạnh. Bên này thì chúng ta thấy có quán cà phê Tùng này. Nơi đây là nơi gặp gỡ của giới nghệ sĩ năm xưa, trong đó có nhạc sĩ Lê Uyên và Phương, và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nữa. Ở đây thì có một cái quán cà phê, đó chính là quán cà phê Bà Năm. Quán cà phê này thì cũng cùng thời với quán cà phê Tùng, cũng khá là lâu rồi. Trước đây quán cà phê này thì do một bác lớn tuổi bán cà phê ở ngoài bến xe, trời vẫn còn đang mưa lất phất lất phất. Nếu mà được ngồi ở đây uống ly cà phê thì rất là ấm bụng luôn ha. Góc này thì chúng ta thấy khu phố khu Hòa Bình này. Giờ em sẽ đưa quý vị và các bạn đi một vòng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xuống dốc Minh Mạng. Ở đây thì có một cái con hẻm nhỏ, chúng ta đi xuống dốc nhà làng nè. Nơi đây thì cũng có nhiều cái kỷ niệm đối với cô chú anh chị và các bạn lắm. Vì sao người ta gọi đây là dốc nhà làng? Tức là nơi hội họp của người dân trong làng. Theo địa chí Đà Lạt thì dốc nhà làng, ngày trước á, thời Pháp á, có dốc nhà làng, nơi hội họp của các vị chức sắc, người dân trong làng để bàn việc làng, việc nước, hòa giải và phân xử tranh chấp. Đối với dốc nhà làng thì đó là một khu phố nghệ thuật đầy màu sắc ở con dốc nổi tiếng Đà Lạt. Các tác phẩm hội họa ở đây được sáng tác thể hiện các bờ tường ta luy, ban công, cửa sổ cùng với thiết kế câu chuyện đẹp về Đà Lạt và kiến trúc, các loài hoa và nhân vật, khung cảnh núi đồi, sương khói mộng mơ. Cuối năm 2019 thì phố nghệ thuật nhà làng chính thức được ra mắt với công chúng, phục vụ khách. Đây cũng là sự kiện chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 được tổ chức cùng năm. Tại dốc nhà làng thì có khắc họa hình bác sĩ Alexander Yashin. Ông được ghi nhận là người khám phá ra cao nguyên Lâm Viên trong một chuyến hành trình thám hiểm của mình vào năm 1893, mở ra một trang sử mới cho vùng đất Đà Lạt ngày nay. Ngoài ra thì còn có các loài hoa dã quỳ được người ta vẽ, tô điểm thêm vẻ đẹp của thành phố sương mù Đà Lạt. Và có một ngôi trường nổi tiếng được thể hiện tại dốc nhà làng, đó là trường nữ trung học Bùi Thị Xuân. Thank you.
Thank you.